Hi, hello, xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Thì xin thưa với bà con cô bác, ba mẹ gò mới vừa mua ly cà phê xong. Thì hiện tại ba mẹ gò đang ở đây là đường Hậu Giang đi Nguyễn Văn Luôn. Đường Nguyễn Văn Luôn này thì hồi đó nó tên là đường Triệu Trị. Còn vị trí ba mẹ cô đang ở tới thời điểm này là 541 đường Hậu Giang. Nhiều người bây giờ làm YouTube lắm bà con, xách cái máy ra đường đi bộ rồi đó. Ba mẹ cô nhớ cách đây 8 năm về trước, ba mẹ cô cũng là vậy đó bà con. Sáng vậy nè, phải không? Đi mua ly cà phê xong bắt đầu bà con bác biết ba mẹ cậu làm gì không? Đi kiếm chỗ gửi xe. Giả sử ba mẹ cậu muốn quay cái cầu Hậu Giang á, ba mẹ cậu chạy vô cái chung cư á, ba mẹ cậu gửi xe đó. Rồi sau đó cái ba mẹ cậu đi bộ. Xin thưa bà con cô bác, cách đây 8 năm về trước ngày nào ba mẹ cậu cũng đi bộ 2-3 tiếng. Không có cái kiểu đi xe máy đâu nha bà con. Cái thời điểm đó mới chập chững làm YouTube á, quay cái kiểu xe máy này không ai coi á, tại vì người ta có biết mình là ai đâu. Cho nên chăm sóc o bế bà con cô bác dữ lắm à, bà con cô bác muốn quay gì ha, quay là phải quay cận cảnh, hậu cảnh, là tiền cảnh, rồi quay xa quay gần nữa nha bà con. Hồi đó bà con cô bác khó tính lắm à, mà lúc đó dừng các giới YouTuber cũng mới ra nghề chập chững mà chiều lòng quý khách, chiều lòng các fan, muốn gì cũng được á. Thậm chí một cái căn nhà đó quay 3 lần, quay cho khi nào ưng cái bụng thôi. Ở đây bên phải này là bốt Nguyễn Văn Tố luôn rồi, cầu này cầu Hậu Giang đó. Đó ba mày gọi đi bộ lên cái cầu này nè đó, quay từng cái tiểu tiết nhỏ nhặt là đó, quay trên quay dưới, trời ơi quay vô đây đập mình Raymond luôn. Cái mìn nó ghê lắm nha bà con. Cái loại mìn đó là hồi xưa là được sử dụng nhiều lắm. Thường là trong những cái lớp hàng rào phòng thủ á bà con. Nó chỉ có nó khi mà nó nổ nó bắn ra phía trước chứ nó không có bắn mà kiểu tóe ra nha bà con. Mà hồi xưa là thường trong các hàng lớp hàng rào phòng thủ là được đặt cái mìn đó. Đâu đó là cũng là một cái kỷ niệm của những người làm YouTuber mới tập tành con nghề đúng không? Còn thời nay hiếm lắm. Bây giờ bà con bác thấy cầm máy mà ra đi bộ vậy là đa phần là tập chỉnh mới vô nghề để lấy lòng các fan là một. Còn không thôi nữa mà nếu mà như ba mày cô cũng có những lúc ba mày cô đi bộ vậy bà con. Nhưng mà thỉnh thoảng nhiều khi cái ba mày còn muốn đổi gió à, rồi đi xe gắn máy hoài riết cũng chán quá, cái thỉnh thoảng đổi gió cái mình đi mình ôm nhớ lại. Tại vì bà con cô bác biết không, đi xe gắn máy gì nè nó đỡ, chứ còn đi bộ á nó mệt lắm bà con. Thứ nhất nó vừa mệt, thứ hai á mình nói được nhiều cái lịch sử. Bà con cô bác kéo lại những cái video cũ của ba mày còn hồi xưa đi, những cái video mà ba mẹ cô đi bộ cách đây khoảng 7-8 năm về trước á, một cái video ba dài 50 mấy gần 1 tiếng đồng hồ mà ba mẹ cô nói và kể tiểu tiết từng cái lịch sử của những cái căn nhà, những cái sự kiện, nói mà coi như là nói không có hơi luôn á, nói nhiều lắm. Những cái video đi bộ là ba mẹ cô nói nhiều về lịch sử lắm. Các cô chú bác mới xem sau này chắc không biết đâu. Nhưng mà ai mà theo ba mẹ cô mà từ năm 2016, 2017, 2018, 3 cái năm đó rồi sẽ biết mỗi ngày đi bộ vậy đó bà con. Đi bộ đều đặn 3 năm trời đó, chứ không có cái kiểu mà đi xe gắn máy đâu. Rồi con đường này đường Văn Thân nè. Đường Văn Thân này là đi thẳng xuống là mình có cái bót Bà Lài á. Mà đi bộ nó được cái tiện mà con, đi được khắp hang cùng ngõ hẻm luôn.
Đó, giống như bên khu chợ Xóm Củi đi, nó đầu tiên là sáng sớm này nè là chạy thẳng tới chợ Xóm Củi gửi xe, rồi sau đó là đi quay dọc, quay ngang rồi trong lòng chợ, rồi nhà lòng chợ, rồi toàn bộ cái khu vực xung quanh đó có hẻm là ban, có những cái con hẻm là chỉ có người đi bộ đi được thôi. Đó, các giới YouTuber xưa là như vậy đó bà con. Hoa sen trắng. Để cái rằm tháng 8 trung thu này ba mấy cầu mua hoa sen về ba mấy cầu cắm. Thỉnh thoảng ba mấy cầu cũng thường hay cắm hoa mà. Bình thường là vợ ba mấy cầu làm, nhưng mà thỉnh thoảng ba mấy cầu cũng cắm. Mà ba mấy cầu cắm đẹp lắm à. Vợ ba mấy cầu cắm cũng đẹp. Mà thường á, ba mấy cầu nhà cửa thường ba mấy cầu thường hay những cái ngày lễ lớn như là Tết, hay là những cái rằm Phật đản hay gì đó là ba mấy cầu mới trực tiếp cắm hoa thôi. Tại vì ba mấy cầu trưng theo cái sở thích của mình á. Mỗi người có một sở thích, vợ ba mấy cầu có một cái sở thích, còn ba mấy cầu cũng có một cái sở thích. Và đặc biệt là ba mấy cầu chỉ cắm hoa sen thôi. Nha. Mua hoa sen về bắt đầu ba mấy cầu cắm. Đây. Đó bà con ba, đó có người quay phim đó kìa. Đó. Fan đó, fan cứng luôn á. Cái chỗ tiệm heo quay đó. Ở đây là chợ Bình Tiên nè. Trời ơi, coi kìa, ấm em bé nhỏ đi xin tiền. Cái mùa này là cái mùa hết mùa cô hồn rồi. Xin thưa bà con bác, ở Việt Nam vừa mới hứng chịu một cái cơn bão cực kỳ khủng khiếp bà con. Cái sức độ tàn phá của nó như bữa ba mẹ gọi nói á, bà con bác đừng có nghĩ là hết bão là hết xong chuyện nha bà con, không có đâu. Cái hoàng lưu bão nó quét qua nó gây mưa lớn dữ lắm nha bà con. Mà dân ở ngoài miền Bắc, bà con bác biết mà, núi non chập trùng núi. Có một lần nếu mà bà con bắt có dịp, bà con bắt đi ra cái vùng mà được về bên Tây Bắc á. Ở ngoài miền Bắc á, Tây Bắc á, mình gọi là Tây Bắc á. Trời ơi, bà con bắt mê hồn luôn. Ba mươi cầu hồi xưa, ba mươi cầu lên đó đẹp lắm bà con. Ba mươi cầu nó thật, nếu mà mình chọn mà về mà cảnh đẹp á, phong cảnh mà đẹp mà núi non trùng trùng điệp điệp á, là ba mươi cầu nó ở Việt Nam này không có nơi nào mà qua được cái vùng Tây Bắc hết. Đẹp lắm. Nhất là buổi sáng, ba mẹ gồm rất thích là khi mà leo lên núi, ba mẹ gồm thường hay dậy rất là sớm nha bà con. Xem cái trời nó còn mờ hơi sương á, đẹp lắm. Ba mẹ gồm nó thật, bà con bắt đi thử đi. Núi chập trùng núi luôn á. Mà núi nhiều quá thì nó nguy cơ nó sạt lở ghê lắm. Giống như hôm qua trên Yên Bái hay là ở đâu đó bà con. Trời ơi, quay cái cảnh tượng mà nguyên một cái căn nhà bị nó sạt lở nó ập xuống. May mà cái người phụ nữ đó chạy ra khỏi nhà kịp nha bà con. Trời, cái đó là chỉ có nước là may mắn thôi, chứ chỉ có nước trời cứu thôi chứ bà con có thấy không? Mình đang ở trong cái căn nhà mà nó sạt xuống cái bụp cái vùi chôn luôn căn nhà, thì hỏi bà con cô bác ai cứu cho nổi. Bất ngờ kiểu đó ai cứu, chỉ có nước trời cứu. Thiên tai thảm khốc. Mà xong cái đó rồi thì nói chung ba mẹ còn nói rồi, làm gì làm ráng giữ cái mạng nha bà con. Cái mạng sống mình nó quan trọng lắm. Của cải tiền bạc vật chất đó bây giờ có thể là mất, nhưng mà còn người là còn của nha bà con. Chỉ hy vọng bà con cô bác đừng ráng cố gắng qua cái mùa này à, qua mùa này rồi mình làm lại. Rồi ngày hôm qua ba mấy con nghe là thủ tướng chính phủ bà con là chính thức là kêu gọi là coi như là kêu gọi sự ủng hộ trong cái cơn bão này nè bà con.
cái đó là cái điều mà chúng ta nên làm luôn đó bà con, tại vì thiệt hại người và của nó khủng khiếp lắm. Rồi đây là chợ Bình Tiên, mà hôm nay ba mày còn xem báo, ba mày còn chưa thấy bên mặt trận hay là chưa thấy có cái hướng dẫn là người dân người ta sẽ ủng hộ quyên góp chuyển tiền tới đâu. Bình thường chắc có thể là ngày hôm nay hoặc ngày mai gì đó là trên báo chí phương tiện là sẽ thông tin là công khai cái số tài khoản để người dân người ta chuyển tiền đó bà con. Thì ba mấy cô hy vọng là mỗi người chút, nói chung á thiệt hại thì lớn thiệt, nếu mà dồn về hết một người thì nó lớn, nhưng mà ba mấy cô tin chắc rằng là nếu mà với 100 triệu dân không cần đâu, những người đi làm ba mấy cô cho làm 50 triệu dân đi, mỗi người một ít thôi bà con, thì người dân mình mỗi người san sẻ chút xíu nhau, và bản thân ba mấy cô cũng sẽ làm ha. Thì chắc ba mẹ còn nghĩ chắc ngày mai mốt gì báo chí cũng sẽ đăng tin, hay là bên mặt trận tổ quốc họ cũng sẽ nhắn tin công khai cái số tài khoản đó bà con, để người dân người ta ủng hộ đó. Mọi người ở dân Việt Nam mình nó có cái hay đó đó bà con, chung tay góp sức đồng lòng. Ở nước ngoài thì có những cái công ty hay cơ sở từ thiện gì đó ba mẹ còn không rành, nhưng mà đa phần mà những cái vấn đề này họ đặt lên vai của chính phủ nhiều hơn nhưng mà ở Việt Nam mình thì sự đoàn kết đồng lòng mỗi người một chút, cái này là cái hay mà ba mẹ cậu thấy cũng là cái đẹp của người Việt Nam của mình, hoạn nạn lúc nào cũng có nhau. Tiếp thiệt ba mẹ cậu chưa từng thấy cái cảnh mà bão lũ như đợt này, mà y như rằng ba mấy cô đoán cũng đúng, sau cơn bão là bắt đầu là lũ tới, nước nó ngậm nữa, mấy cái núi nó ngậm nước quá trời, mà mưa mà coi như là khiến mà mực nước sông Hồng dâng cao luôn bà con, người dân người ta phải di tản luôn trong đêm, khủng khiếp lắm bà con, thiệt hại gì này là cũng nặng nề đó. Thì hy vọng là bà con cô bác nào xem phim mà ở Việt Nam mình, hoặc là bà con cô bác nước ngoài cũng được, mỗi người chung tay giúp những người dân của mình qua cái cơn này. Mà nếu mà cả nước đồng lòng thì ba mẹ còn nghĩ là cái vấn đề khắc phục cũng lẹ lắm bà con, không có lâu đâu thì để chúng ta làm lại, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc là gặp thiên tai như thế này, giúp họ vượt qua những cái nỗi đau thật ra là không ai muốn cả, nhưng mà cái này là thiên tai nó thảm họa thì đâu có biết được, dù rằng là mình đã chuẩn bị đối phó bà con bác thấy không, trước đó là đã đối phó dữ dằn lắm á, nhưng mà nó quá tàn khốc đi. Nghe nói đâu bên Hải Nam Trung Quốc các bà con nghe nói thiệt hại rồi, ở Việt Nam mình chưa tính được cái mức thiệt hại nha, nhưng mà ở đâu mà không biết có thiệt không, mà bên đâu mà bên Hải Nam á bà con nghe nói gì mà thiệt hại tới 80 tỷ, khủng khiếp, 80 tỷ đô nha bà con, chứ không phải 80 tỷ Việt Nam đồng mình đâu, khủng khiếp lắm. Rồi mà do Việt Nam mình thì chưa có thống kê thiệt hại, ba mẹ cũng chưa biết là thiệt hại bao nhiêu, nhưng mà thấy nó cũng tàn phá quá, thứ nhất cây cối ngã đổ. Có một cái công ty hay là một cái khu nào đó bà con, là họ đang xin là mua lại hết tất cả những cái cây mà gãy gã đổ bà con. Rồi ngày hôm qua như nghe nói là chính thành phố Hà Nội cũng nói rằng là sẽ tận dụng lại những cây lâu năm, chỉ khi nào mà nó gọi là gì ta, cứu á, bằng mọi giá là phải cứu nha bà con, cứu lại mấy cây đó, tại vì những cái cây đó là cái tuổi đời nó cả có cây nó lên cả 100 năm á bà con. Cho nên bằng mọi giá, chỉ khi nào mà cứu không được thì thôi, chứ còn nếu mà cứu được là phải cứu nha bà con. Đó thì hy vọng là, nói chung là ba mấy còn nghĩ là do sức người thôi, nếu mà mọi người đều đồng lòng hướng về thì cái vấn đề khắc phục nó lẹ lắm bà con. Rồi bây giờ ba mẹ còn đang đi tới đây là đường
Phan Văn Khỏe nè. Phan Văn Khỏe này là bến Nguyễn Văn Thành. Chúng ta đang đi vào đây là cái khu chợ Bình Tây. Trời hôm nay ba mấy cô thấy cũng mát lắm bà con. Nãy ba mấy cô coi nhiệt độ có 28 độ C à. 28 độ rồi, chắc đâu đó khoảng 82, 83 độ F gì đó. Đó bà con bắt không, có một chiếc xe đó. Dân chợ lớn này là xin thưa bà con bắt phải cắt cử nguyên một chiếc xe vậy đó. Cắt cử chiếc xe ngay đây thì mới giải quyết được cái vấn đề mà lấn chiếm nha bà. Chứ còn không thôi là họ lấn thấy ghê hồn lắm. Rồi khu này khu chợ đồ khô nè. Mình đi bên trong, bình thường mình đi ngoài không thấy gì hết. Hồi xưa đó, xin thưa bà con, bên bên trái ba mươi cầu đây nè, có mấy cái kiosk ha, chợ Bình Tây là ở đây nè, hôm nay nắng quá đó. Phía bên ngoài hồi xưa là để mấy cái kiosk nha bà con. Khu này hồi đó người ta còn gọi đó là chợ lớn mới. Con đường bên đây nè, hồi xưa là buôn bán nhiều lắm nha bà con, buôn bán đầy ở bên đó. Đường này là đường biết đường gì, nhưng mà đó ba mẹ còn nhớ trước năm 75 nó là Quỳnh Thoại Yến. Khu này trước cỡ chợ Bình Tây này là lúc nào cũng sầm uất đông đúc lắm, nó không có vắng vậy đâu. Đó, nó lấn ra con đường này nó nhỏ xíu à. Đó, hai bên là buôn bán hàng. Đó, khu này người ta gọi là chợ lớn mới đó bà con. Hồi đó ba mẹ còn mỗi lần mà đi lên đây lấy thuốc lá về bán á, là đi xe buýt nó đậu ở đây nè. Xe buýt Bến Thành Chợ Lớn đó, xe 01 này nè bà con. Đó, hồi xưa là cái trạm mới đậu ở trong ngay cái chỗ nãy ba mươi cầu chỉ đó. Rồi cái chỗ Thế Giới Di Động này nè bà con, hồi đó là nó là cái đệ nhất chợ lớn à, đệ nhất chợ lớn ở đó đó. Còn khu này hồi xưa là bãi xe nè bà con, nó là mấy cái xe hàng á, xe cam nhông đó bà con, chở hàng dưới miền Tây hay là bên Lò Heo qua đó, họ đậu dọc 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 dài ở đây nè. Rồi sau khi họ chở hàng lên xong cái họ đậu xe ở đây, bắt đầu họ đi kiếm mối đi, họ chở hàng về. Rồi đường này đường Trần Chánh Chiếu nè. Đường Trần Chánh Chiếu này là hồi xưa nó là cái chợ gạo. Bây giờ không biết hồi xưa nó bán gạo nhiều không, mà sao giờ thấy nó cũng bán gạo mà thấy nó lưa thưa lắm mà con. Nó không có, ba mẹ cậu thấy nó không có xứng tầm là chợ gạo thế nào không bà con. Không biết bà con bác thấy hồi xưa nó có nhiều không bà con. Nó chứ giờ ba mẹ cậu thấy le que le ve vài ba nhà bán, nó không có xứng tầm mà mang danh là chợ gạo. Rồi hết chợ gạo rồi thì tới chợ Sớm Voi, rồi chợ gà, đó, nguyên khu vực này nè. Ở đây thì thuộc về quận 5 nha, còn bến xe nãy mình là thuộc về quận 6. Nắng quá, hôm nay nắng quá, bà con bác sẽ thấy chói, với lại cái màn hình của ba mẹ cô nó sẽ hơi bị tối, tại vì nó ngược nắng đó bà con. Rồi ba mẹ cô nói trước, để nhiều khi bà con của bác nói sao mây tối quá là do mình ngược nắng đó bà con. Ba mày gỗ ngoài cái nắng nó chiếu vô mặt rồi mình còn không thấy đường mà. Thì huống hồ thì cái màn hình nó cũng giống vậy bà con. Thì ba mày gỗ nói trước để bà con bắt đường thắc mắc. Hôm nay sao camera tối quá.
đi qua chợ gà đây. Đây bến xe buýt chợ lớn nè. Hồi xưa không có mấy cái hàng rào này đâu bà con. Hồi xưa hàng rào bến xe buýt chợ lớn này nó chỉ là mấy cục gạch thôi. Ra vô thoải mái lắm. Hiện giờ bắt đầu họ dựng lên hàng rào rồi. Hồi đó chỉ để kê mấy cục gạch đó làm cái ranh giới. Con đường chúng ta đang đi là đường Ngô Dương Tịnh. Ngô Dương Tịnh này hồi đó nó tên là đường Ba Lý Cao.